Có một loại micro mà 10 năm rồi mình vẫn còn dùng nó và nó vẫn chạy hoạt động ngon lành. Cái micro đấy nó chính là anh em sinh đôi với cả cái em mà mình đang dùng. Cái này là Audio Technica 2035 và nó đang được kết nối với cả cái sao card này. Đây không phải là nội dung chính mà mình sẽ làm review, mà mình muốn giới thiệu cho anh em một loại micro mà cắm thẳng một phát vào laptop luôn, và cũng là của hãng Audio Technica, có tên là AT2020 USB. Và các bạn sẽ thấy một đầu của nó là USB. Tất cả những gì bạn cần đó là cái dây cáp chuyển USB. Các bạn đoán được cái này mình mua vào năm bao nhiêu không? 2014, tức là 10 năm rồi. Không biết giá bây giờ khoảng bao nhiêu, chắc tầm 3 triệu, 4 triệu. Ngày trước mình mua ở bên Anh là gần 200 bảng. Cái dòng này nó còn không có cái monitor cơ. Còn có một số dòng khác cao cấp hơn thì ở trên này có một cái lỗ 3.5, các bạn có thể cắm tai nghe vào và các bạn có thể nghe được là giọng các bạn như thế nào. Thậm chí có cả những cái nút chỉnh gain hoặc là low cut, high cut gì đấy. Đây mình dơ hai cái ông em này lên, các bạn thấy không? 19110 luôn, giống hệt nhau bởi vì là cùng hãng. Mình thì là một fan của cái thương hiệu Audio Technica. Một trong những cái headphone đầu đời mà mình có là của Audio Technica. Rồi về sau micro các thứ mình chỉ dùng hãng này thôi. Một thời gian sau mình có trải nghiệm qua một số những cái hãng khác như là của Rode thì thấy cũng khá là ok. Rode cũng có dòng micro USB nhá, tức cũng là cắm thẳng trực tiếp. Nhưng mà mình vẫn thích cái chất âm của cái Audio Technica này, nó bắt hơn. Mình thì không rành lắm về kỹ thuật là tại sao nó ra được cái âm đấy hoặc là tần số như thế nào. Nhưng mà mình mua một cái micro và mình gắn bó với nó bởi vì là nó bắt tiếng guitar rất là đẹp. Nó có đen luôn nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển kênh từ bên này sang bên này nhá. 2, 3, bùng. Ui, anh em nghe rõ không? Alo, 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 check, check, check. Mình thì không biết là cái âm thanh thực sự nó đang như thế nào bởi vì là mình đang bám vào cái volume ở trên này. Thì đây là một trong những cái điểm khá là bất tiện của cái ông em này bởi vì là nó không có cái cổng để mà cắm ra tai nghe luôn. Thì đây là các bạn đang nghe âm thanh của mình nói kiểu một gang tay ở phía trước. Bây giờ là mình sẽ để nó ở trên này rồi mình sẽ lấy guitar ra và mình oánh. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Thử cây đàn khác đi. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành men say. Ok, bây giờ mình chuyển lại từ cái ông em này về lại cái đàn anh của nó là 2035 nhá. 2, 3. Ok, và như các bạn thấy là cái ông em này có một cái đặc điểm là có lợi, gọn nhẹ, mang vác di chuyển khắp nơi. Và chính cái ông em này cũng đã theo mình lên Đà Lạt và mình có làm một số những cái live, tức là thu âm ở trong rừng luôn, kiểu như đi sâu vào trong rừng không có điện thì phải cần nguồn từ đâu. Đây chính là cái USB này, nó cắm vào iPad thì nó sẽ có nguồn thu âm bằng iPad luôn. Nếu mà cắm vào iPhone thì phải cần cái cục pin dự phòng, còn laptop thì nói làm gì rồi, laptop lúc nào cũng có điện nhiều rồi. Điểm yếu của nó thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà bằng chất lượng khi mà các bạn tách biệt hẳn ra là cái micro riêng và cái audio interface, tức là cái sound card riêng. Thì chắc đấy là lý do tại sao nó bán đắt hơn cái AT2020 bình thường. 2020 bình thường chắc bây giờ bạn tầm 2 triệu, 2 triệu rưỡi một cái là thoải mái rồi. Nhưng mà con này thì mình đoán là phải tầm 4 triệu. Thì mình nghĩ là nó có quyền được bán với các cái giá đấy bởi vì là nó tự tin vào điểm mạnh của nó, dễ lắp đặt, cắm một phát vào trong cái laptop là thu âm được luôn. Nhiều chị em không biết phải cắm dây như thế nào, hoặc là kiểu thấy dây dợ lằng nhằng, hoặc là nhiều đồ quá không thích, vặn sao cho gain nó đúng các thứ. Thì thay vào đó là chỉ việc cắm cái con này vào, xong nó vào việc. Đấy chính là lý do tại sao con này nó có thị trường. Thì mình trung thành với cả mỗi con này thôi. Thì không biết là anh em mà sử dụng những con khác thì thấy như thế nào. Còn mình làm video này chỉ để giới thiệu với anh em là có một cái kiểu micro nó như thế. Còn YouTube nó vừa mới gắn cái link Shopee các thứ ấy, thì anh em nghiên cứu mấy cái sản phẩm mình để ở dưới, anh em thấy hợp với cả cái nào thì cứ xuống tiền mà mua thôi. Mình ăn môi giới mấy % thôi mà, chứ các bên bán hàng đấy thì mình không quen biết gì với họ, chẳng qua là mình dùng đúng cái sản phẩm mà họ bán, họ có, thế thôi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những số sau. Bye bye. giấc mơ xanh mơ hy vọng.